Khoảng 13 giờ chiều nay, một cây xà cừ có đường kính khoảng 70-80cm, cao 25m, trên phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, bị bão quật đổ. Rất may không xảy ra thương vong nào, nhưng gây hư hỏng nặng công trình gần đó. Thưa quý vị, ngay sau khi nhận được thông tin cây đổ thì chỉ 15-20 phút sau, tổ ứng trực của công ty công viên cây xanh đã có mặt tại hiện trường để tiến hành phong tỏa, rào chắn đoạn đường, đồng thời triển khai công tác thu dọn cây đổ để đảm bảo an toàn. Tổ 10 xí nghiệp cắt sửa cây xanh đã huy động 2 xe cẩu tầm với 25m tiến hành cắt tỉa, dọn dẹp hiện trường với ưu tiên trước hết là đảm bảo giao thông đi lại. Tổ tôi hiện tại có 9 người mà thường trực suốt từ chiều ngày hôm qua đến bây giờ, lốc cả đêm hôm qua rồi, đến giết ngày hôm nay anh em còn chưa được về nhà đâu. Cứ có thông tin là chúng tôi lên đường thôi, thì căn bản là lệnh thì truyền qua điện thoại thôi, báo trên điện thoại thôi, là cứ có địa điểm nào nóng là phải anh em phải triển khai lên đường luôn. Đang ở chỗ này không nguy hiểm, cái chỗ kia nguy hiểm hơn lại phải di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Thống kê sơ bộ của Sở Xây dựng, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên toàn địa bàn thành phố hiện có 537 cây đổ cành gãy, trong đó 250 cây đổ tại hầu hết các quận nội thành và một số huyện ngoại thành, nhiều nhất dọc đại lộ Thăng Long gần 60 cây. Nếu mà cây đã gãy đổ ấy, thì thứ ưu tiên đấy là cấm đường, phải cấm đường đã để cấm dòng người qua lại cái khu vực cây đổ. Và thứ hai là phải cử lực lượng để hạ cây, buộc lòng phải xử lý nhanh thôi, bởi vì không thì ách tắc giao thông. Và thứ hai nữa là cái nguy cơ cây tiếp tục đổ tiếp, đè xuống làm ảnh hưởng đến người đi đường. Từ chiều tối và suốt đêm qua đến nay, công ty công viên cây xanh cùng các đơn vị duy trì vẫn đang tích cực huy động mọi phương tiện, máy móc, nhân lực các tổ đội, liên tục cập nhật thông tin từ hiện trường, tiến hành giải tỏa cây đổ, cành gãy trong thời gian nhanh nhất, hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng ùn tắc giao thông và nguy hiểm đến an toàn tính mạng của người dân. Cùng hỗ trợ, còn có lực lượng dân phòng tại các địa phương và cảnh sát giao thông tham gia hướng dẫn phân luồng trong mưa bão,